đây đây đây. Bà đặt cái đây hơi đồng. Đây đây con đi đi. Đây đây ba đi sau lưng nè. Đi đi, ở đây đây. Đi đi đi, nắm tay hai đi đi. Đố con thấy hình rôm. Eo phiêu con nè. Cầu mở đèn rồi kìa. Mà quanh đó mà. Đi một vòng rồi mới ra tới đó. Buông tay ba ra đi, ba mới quay con được. Ê kìa cái xuồng chở hoa kìa. Đi coi. Alo, lên đây ba rồi. Alo, cái xuồng chở hoa kìa. Cái xuồng ba lá chở hoa kìa. Thôi cho coi đi con. Đi lại coi ánh sao. Đây còn ánh sao làm chi, còn ánh sao tốt thui vậy. Hả? Sáng được đi chơi, tối được đi chơi tí. Đi theo anh hai kìa, theo anh hai kìa, anh hai dắt con đi. Hồi nãy mình đi sớm chút xíu quá, còn ánh nắng giờ này tại ba giờ sớm mày mới không chịu đi nó giữ còn tại con không đang đi tiếp một cái cầu ơi em lóc chất chúng cái chân con rồi lỡ mà thôi con không chân khỉ nữa kìa mua bán cái này chỉ là khỉ đột thôi chứ đâu có đây nó chóc thiệt mà không là lòng lớn rồi hết lớp chóc rồi. Hôm nào là cái cầu
đố con cái dụng cụ này là dụng cụ làm gì nè? Ờ, cái này cái gió. Em đây. Đừng đừng nắm áo ba, giãn áo ba con. Đi anh hai đi, nắm tay anh hai đi kìa. Cầu khỉ kìa, đi cầu khỉ không? Đi đây. Đi tới đứng đây. Ra cái gió bắt cá kìa. Đó đi ra đi. Rồi coi cái gió bắt cá kìa. Ba ơi đi một con. Con nhìn, mà nhìn coi thấy không? Rồi. Rồi đi ra đi. Ra cái phao phải không? Ra cái phao phải không? Ừ, ta làm thùng phi ở dưới á, giống như cái bụng tông phà vậy đó. Nhưng mà cái này nó nhỏ xíu à. Ờ, à, cái chiếc xuồng mà chìm kìa. Cái này là mấy cái thùng phi á. Biết thùng phi không? Đứng đây, đứng đây, đứng đây, ngã ra thằng kia. Ờ thì đó, nó nổi. Không có thùng phi nổi lên. Thôi chơi đi, thì chơi đi. Ôi, kéo cái đẩy mày ra. Hả? Cái chai này đưa là ba cái chai. Ờ, chơi đi con. Phía Trung Quốc có nhiều thứ tiếng lắm. Let's go. Let's go.
Có cái giếng kìa, có cái giếng kìa, có cái cái giếng thôi đi. Tao đi bộ quá, đi bộ quá à. Bên kia mình đi mà tham quan mà. Ủa cái có cái nguồn quay nước kìa, được không? Đi trên hai nè, đi qua anh hai nè. Có gì điện nữa con. Lại cái anh hai coi giếng kìa. Đi trên hai đi, đi trên hai đi. Thôi ra cái cầu đẹp quá ha. Sao mà gò được? Thôi. Đây nè, đây nè. Thùng con đáy hả? Cái guồng quay này nó không quay ha. Guồng quay nước là nó không quay. Mẹ gọi hả? Mẹ không. Mẹ mỏi chân quá à. Mẹ chân kiếm chỗ ngồi. Mẹ đâu có motor để đi. Bây giờ để bọn mình chinh phục là coi sao. Đúng không? Phải đi, phải đi thôi, đừng có ngồi. Mất rồi, rất xa. Bây giờ anh bộ. Có đóng rơm kìa. Hả? Mấy cái lỗ đó, cái gà chui đó đẻ đó. Đi đi thôi mà. Đi. Chân phục. Chân phục chỉ mà. Kìa cô là mặc áo kimono kìa. Cô phải người Nhật không? Phải không? Qua đây đi vòng qua đây, vòng qua đây. Ba nhanh lên. Xe kéo, này xe kéo, xe chở chở rạ. Xe bò. Quéo. À không có xe à. Cô
Thôi cái chú kia ngồi trong thúng kìa. Rồi vô đi anh hai đi. Rồi ngồi đó nghỉ đi, ngồi đỡ đi. Đỡ nhỏ nó nữa, cho nó ở đó đi ba, đi ba. Bỏ nó luôn ra đây nè, con ngồi trong đó con gài cái nó chát luôn nữa. Ở cái này cái gì mà xây ở mai biển vậy ba? Ừ. 3 ngày 5 đâu có dám đi. Ba, cái này hả? Cái ghế. Sao cái này ở mai biển vậy ba? Ừ. Cái ghế bằng tre đó, người ta ghế cái ghế tre. Không biết cát ta lấy đâu. Nó trở lại. Thầy nhìn biết coi. Là sao biết được, cát là sao đếm được. Mấy ngàn tỷ là cái. Mấy trăm biết mà. Hằng hà sa số cát. Cát ở sông Hằng. Sao ba đáng cát ở sông Hằng. Thì đó, người ta ví dụ như đó. Ta nói là Hằng Hà, tức là sông Hằng á. Có rất là nhiều cát, đâu có đếm được hết. Còn Hằng Nga. Hằng Nga là ở trên trời, ở trên cung trăng. Đi qua đại, mày đi theo to. Kệ đi, đi theo bên hai kìa, theo bên hai kìa. Mấy trái dừa, mấy trái dừa. À, trái dừa. Đi dẫn qua đi. Đi trước đi. Ở đây mình dòm thấy rồi, mình lên đó chi nó thui à? Không, con muốn cho nó có nhiều người mà. Nó phun nước ra đó. Phun nước có phun nước có đèn mà. Con chưa từng lên nó thấy nó mình. Ủa vậy hả? Rồi lên. Vậy Long lên rồi, Long dắt anh hai đi đi. Dắt anh hai đi. Được rồi. Đi theo con té lên luôn. Ê con thấy rồi. Ừ vô đây con khỉ đây nè. Thấy rồi. Mình đi vòng qua. Hoa đào. Ủa cái nụ tầm xuân. Ba này, cái xanh luôn. Tóc cái. Ai mà em bé dữ chứ. À cái giếng này giếng. Cái con sáng là cái giếng nữa cái giếng. Giếng lớn. Cái gì vậy vậy diễm. Mày bị điên à diễm. Ơi. Mà nhớ hồi nhỏ con chưa biết con mơ con hay giả bộ té lắm. Giả bộ hả? Giả bộ chứ không phải té thay thiệt hả? Dạ, giả bộ hả? Ba sắp tới rồi ba. Gì mà đó ba tưởng nó là thiệt không chứ? Ba ơi. Ơi. Mình sắp tới rồi. Ừ. Mình chỉ còn ba bốn mấy tiếng rồi. Mày nói đưa hả? Dạ. Dạ đi con. Dạ đi con. Rồi thôi đưa má cho hai vợ chồng đi. Ai kêu. Đi. Wow. Tới rồi. Hả? Tới rồi. Chỗ này bán buôn cái gì nè? Có bán gì không? Bán quê. Cái giường thôi chứ đâu. Này chợ quê nhưng mà tao dẹp hết rồi, tối rồi dẹp rồi. Có là bán bắp nè. Thấy không? Đó, còn đang bán bắp đó. Nè, bắp nè. Ê, này. Chợ vui quá, mở cục rồi. Hả? Hết chỗ đi, ra ngoài vòng rồi. Mẹ. Ơi. Chứ ngồi ăn sao? Rồi, ngồi nghỉ đi. Ngồi lên sạp nghỉ xíu đi. Kìa cái cô đó cô gánh kìa, gánh không? Ai mua hành tôi không? Rồi gánh rồi, đưa cái dây vô gánh. Ôi sao gánh bằng cái cổ. Gánh bằng cái dây vậy đó. Ừ vậy đó.
Cảm thấy cân bằng hai bên. Để nhìn lên. Đưa cho em bánh thôi, cho em bánh thôi. Gánh cái gánh còn cái dai kìa. Hả? Uống sắn. Thôi chơi tình quá. Cảm ơn. Long ơi. Rồi đường này đường ra. Rồi đi với anh hai đi, đừng nắm tay ba nữa. Đi thôi. Ừ, đi một vòng rồi. Một vòng bờ hồ á.